Chúng ta tiếp tục với bài học về đấng toàn năng. Đây là một chủ đề không có nhiều lắm, tài liệu không có nhiều lắm. Tuy nhiên nó lại cũng có lắm câu hỏi mà khi chúng ta làm chứng thì có khi người ta chất vấn. Có một vấn đề được đặt ra là nếu Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài có thể làm được mọi sự, Ngài có thể làm một vòng tròn có bốn cạnh không? Cái này là trong Edison có câu này có được đặt ra. Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Chúa Trời làm được mọi sự, vậy Đức Chúa Trời có thể làm được một vòng tròn mà có bốn cạnh được không? Đưa ra những câu hỏi cắt cớ mà. Tôi nhớ hồi đó tôi đi học cũng có người đã từng hỏi một câu hỏi mà trong Edison lại cũng trùng hợp cũng có nói nữa. Bây giờ Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài có thể tạo ra được một cái, Ngài có thể làm ra một cái toàn đá nặng cho đến nỗi mà Ngài khiêng lên không nổi không? cái kiểu đi học với nhau rồi tụi nó chọc ghẹo nhau mà toàn năng Ngài có thể làm được một cái tảng đá lớn đến nỗi mà khiêng không nổi không? Ngài có thể làm một cái vòng tròn mà vòng tròn có cạnh, nó vòng tròn mà là có bốn cạnh được không? Thí dụ vậy đó, người ta, bởi vì thì nhiều khi tín đồ anh em của mình đi ra làm chứng, mình nói về Chúa là đến toàn năng vậy mà, nhất là mình khi gặp người ta bệnh hoạn này kia nọ, hay là người thân của họ được cầu nguyện cho trường hợp bệnh hoạn, cái mình có làm chứng mà đứng toàn năng đó, thì có khi là có những người họ chống đối, họ nêu những câu hỏi này ra. Vậy câu trả lời là sao? Đức Chúa Trời chỉ làm những việc xứng đáng với sự toàn năng của Ngài. Không phải toàn năng rồi việc gì cũng làm, phải không ạ? Ngài không muốn làm rồi sao? Không hiệp với ý quyết đoán của Ngài thì sao? Và những cái việc không có xứng đáng, Ngài không làm. Ngài là đấng rất cao cả, đấng tối thượng mà, Ngài không làm một việc tùy tiện hoặc vô lý. Ngài không làm một việc tùy tiện và vô lý. Không có một người khôn ngoan nào lại đi làm những cái việc vô lý, phải không ạ? Mà Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan tuyệt đối. Ngài không chỉ là toàn năng thôi, quyền năng tuyệt đối thôi, mà Ngài còn đấng khôn ngoan tuyệt đối. Cho nên Ngài không thể làm những cái việc kỳ quái, vô lý, vô nghĩa lý, làm cái vòng tròn mà bốn cạnh. Thí dụ vậy, hay là như cái điều họ thách thức đó. Ngài có thể làm trong mọi sự cả, như Chúa Giê-xu đã từng nói trong Ma-thi-ơ. Đó. Cái chỗ mà người giàu vào nước thiên đàng khó như lạc đà chui qua lỗ kim đó, thì do Đức Chúa Trời, điều người ta không làm được, Đức Chúa Trời có thể làm được. Đó. Nhưng mà như chúng ta biết, tức là cái ông nhà giàu không khó vào nước thiên đàng lắm, nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, mình nhờ cậy Ngài, Ngài có thể khiến cái ông anh giàu có của mình, ông chú giàu có của mình, cái người cứng lòng vì cớ họ tự phụ giàu có đó, Chúa sẽ có cách để mà khiến cho cái sự cứng lòng của cái sự do nơi giàu có của họ, giàu có về tri thức, giàu có về tiền bạc, giàu có về địa vị gì đó, họ có thể tin Chúa. Mình phải có cái đức tin như vậy nữa chứ. Đức Chúa Trời có quyền. Nhiều khi mình in trí rồi, Chúa nói rồi, Chúa nói rằng cái người giàu vào nước thiên đàng khó như lạc đà chui qua lỗ kim, làm sao chui được, thôi bỏ ông này ra. Chú chứ kệ ông, gác ông qua một bên. Không, chúng ta biết rằng loài người không làm được, mà Đức Chúa Trời có thể làm được. Giang sơn dị cải, tâm tánh nan di, non sông dễ chuyển, gần bên đất của chúng ta đó, họ lấy nước họ xịt, rồi họ khai thác cao lanh với cát, họ làm sạt lở một phần núi. Chúng ta cũng là ngọn núi, của chúng ta còn cao hơn. Nói đồi nhưng mà đồi thuộc dạng núi rồi, cao rồi đó. Thì nếu mà con người với cái phương tiện bây giờ, người ta có thể san bằng núi. Cái thần viện Nha Trang này hồi đó là cái núi đá cứng, đục đẽo làm riết rồi cũng làm thành một cái chỗ bằng. Đó, giang sơn có thể thay đổi, nhưng mà tâm tánh là khó dời. Cái tánh người là khó dời. Thí dụ như người nào mà lập gia đình với một người có cái tánh kỳ cục. Tôi nhớ ông mục sư nào mới làm lễ hôn phối mà nói cưới rồi mới thấy là tánh kỳ quái. Nó cũng, mà không phải ông chồng có kỳ quái, bà vợ kỳ quái thôi, mà ông chồng cũng có những cái tánh kỳ quái.
Có những ai cũng trong chúng ta cũng có những cái tánh kỳ quái, phải không ạ? Và nhiều khi chúng ta thất vọng, núi sông còn chuyển được, cái tâm tánh đúng là khó dời, mà nó càng già chừng nào nó càng cứng chừng nấy nữa chứ, đại khái vậy. Nhưng mà Đức Chúa Trời có thể làm được. Chúng ta được khích lệ điều đó trong cái câu chuyện của Chúa Giêsu đó. Ngài là đấng toàn năng, điều người ta không làm được Chúa làm được. Mình phải tin như vậy chứ, mình phải cầu nguyện với đức tin chứ. Chứ nhiều khi mình in trí rồi, thôi, giống như làm chứng hoài, người thân mình không chịu tin Chúa, cho chết luôn, cho xuống địa ngục luôn. Không, không có nên nghĩ như vậy. Chúng ta vẫn tin vào quyền năng của Chúa có thể xoay chuyển. Lòng của vua như là dòng nước chảy, Ngài có thể làm nghiêng lệch bề nào theo ý của Ngài muốn. Đó, thành ra chúng ta vua mà đâu có dễ tiếp xúc để làm chứng. Nhưng mà Đức Chúa Trời cũng có quyền, Đức Chúa Trời cũng có cái năng lực để chuyển biến. Và chúng ta phải có cái đức tin như vậy chứ. Cho nên chúng ta lưu ý rằng việc đó là xứng đáng. Chứ cái việc không xứng đáng chúng ta cũng muốn Chúa đặt tay vào, Chúa không làm. Chúa không làm vì điều đó không xứng đáng với Ngài, không thích hợp với Ngài. Điều đó là vô lý, Ngài không thể mà tham dự vào. Chứ không phải Ngài không có khả năng để tham dự vào. Qua cái chương trình học thần học như thế này thì đúng là chúng ta có thêm những cái từ, có thêm những cái cách nói. Người ta nghiên cứu bao nhiêu năm rồi, bây giờ người ta đúc kết lại để mà giúp chúng ta nói ngắn, mà có thể giải tỏa được những cái thắc mắc của anh em hoặc là của thân hữu. Rồi bây giờ chúng ta nói đến một cái chuyện khác. Cái chuyện này tôi dùng một cái hình ảnh. Có một người đặt câu hỏi này lại. Cái người này là người vô thần mà cực đoan, chống đối Đức Chúa Trời. Thì người này nói với một người bạn của mình: nè bây giờ tao chửi trời nè, giỏi giết tao đi, toàn năng đâu, giết đi, giết liền tao chết đi. Mà nếu toàn năng hơn nữa, tao chết rồi cứ cho tao sống lại liền. Anh cũng sợ, cho tao sống lại liền như vậy mới toàn năng. Mà toàn năng vậy là tao tin liền. Thí dụ vậy đó, mà anh ta lý sự theo cái kiểu vậy đó. À, bây giờ có người hỏi mục sư mình trả lời sao, đại khái như thế đó. Thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng cao cả mà không có bất cứ một cái sự thách thức nào, một áp lực nào đối với Ngài được. Ngài không làm gì có bị áp lực. Có khi chúng ta bị kẹt, chúng ta bị áp lực mà chúng ta phải làm. Mình không có ai có thể áp lực được Ngài. Không có ai giết chẹt được Đức Chúa Trời cả. Đừng làm điều đó vô ích. Nói như kiểu ông mục sư Thắng này, ông Thắng hồi sống Đức Chúa Trời nó cái trồm mèo đó. Đại khái vậy. Không có áp lực gì được Ngài đâu. Không có thể thách thức Đức Chúa Trời được đâu. Cái người mà nói đó còn nói đến cho sống lại để cho nó an toàn, chứ còn có nhiều người nói giỏi giết tao đi. Thật ra thì Đức Chúa Trời không có bị cái sự ác gì cám dỗ Ngài để Ngài làm tổn hại liền cho những kẻ thách thức Ngài. Chúng ta mở ra Roma đoạn 2 câu 4, câu 5. Không vì cớ cái lời phạm thượng của bạn mà bạn làm cho cái lòng nhân từ của Chúa, cái bản thể nhân từ của Chúa bị tổn thương. Đã, ở trong đoạn 2 này có nói như thế nào? Hay là ngươi khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Đó, Đức Chúa Trời có lòng nhân từ, lòng nhân từ dư dật, Ngài nhịn nhục khoan dung để đem người ta đến sự ăn năn. Đó. Cho nên chúng ta biết Đức Chúa Trời chẳng những là Đức Chúa Trời quyền năng mà cũng là Đức Chúa Trời nhân từ. Cho nên với Sao-lơ chắc chắn là có nói cái gì đó phạm thượng với Chúa Giê-xu. Sao-lơ cũng đã bách hại con của Chúa, giết chết một người mà Chúa yêu mến là Ê-tiên. Nhưng mà Đức Chúa Trời cũng đã ban cơ hội để Sao-lơ được thay đổi, được trở thành Phao-lô như chúng ta biết. Ngài rất là nhân từ đối với Phao-lô và cũng đối với mọi người. Và chúng ta không thể khinh dễ cái lòng nhân từ dư dật của Chúa, vì Ngài vẫn nhịn nhục cho đến ăn năn. Nếu cần thì những người mình nói cái kiểu phạm thượng như vậy, mình nói về việc Phao-lô, mà mình cũng nói rằng: nhưng mà tôi khuyên anh, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống chi
lại gạt giống đấy, đừng thách thức Đức Chúa Trời. Người như anh không phải ít đâu, trong lịch sử có nhiều lắm, nhưng mà không phải là tốt đâu. Cái người lý luận giỏi hơn anh nhiều là Voltaire, một văn hào, một người lý luận rất có duyên, rất là sắc bén, và ông ta chống đối Đức Chúa Trời kịch liệt. Nhưng mà cái cuối đời của ông ta, theo như một người chứng kiến đã nói, nếu quỷ Satan có thể chết được cũng không khủng khiếp như là Voltaire. Bởi vì lúc đó ông la lên, ông khiếp sợ và ông bứt rời những cái chi thể của mình, máu me bê bết vậy nè. Ông chết một cái chết khủng khiếp. Đó. Và những cái giai thoại về Voltaire, Voltaire có từng nói là ông sẽ làm cho thế kỷ sau người ta không còn dùng tới Kinh Thánh nữa. Kinh Thánh sẽ được đưa vào viện bảo tàng để lưu, để kỷ niệm thôi, chứ còn không ai thèm đọc Kinh Thánh nữa. Ông ta mới Kinh Thánh ra, ông ta nói xấu Kinh Thánh, ông ta chê Kinh Thánh, ông ta chống Đức Chúa Trời. À, nhưng mà sau đó thì khoảng 100 năm sau thì Thánh Kinh Hội ở tại Pháp tổ chức một cái lễ đặc biệt. Vì cái nhà, cái lâu đài của Voltaire trở thành cái nơi mà Thánh Kinh Hội mua được, trở thành cái nơi để phổ biến Kinh Thánh, cái trung tâm để mà ấn hành và phổ biến Kinh Thánh. Và nếu kể ra nữa thì suốt chiều dài lịch sử đó, những người mà nói cái kiểu thách thức đó thì liều mình sấn vào trong gươm nhọn, là đá vào ghim nhọn. Mình cũng nhắc nhở cái này đừng nên giỡn đó, không có tốt nha. Đó. Anh mà phạm thượng với con người đã nguy hiểm, huống hồ là phạm thượng với Đức Chúa Trời tối cao. Đó. Thành ra là chúng ta nói, nhưng mà anh đừng quên Đức Chúa Trời nhân từ. Khi nào mà Chúa rờ đến anh, Chúa dạy anh nhớ nghe, ăn năn liền nha. Để Chúa thương xót mà Chúa cứu anh, như Chúa cứu Phao-lô trong cái sự phạm thượng của Phao-lô. À, cho nên là chúng ta cũng có thể nhân cơ đó mà giúp cho họ. Và chúng ta nói với họ rằng Đức Chúa Trời hành động theo ý muốn tốt lành của Ngài, chứ không phải là Ngài cũng dễ bị lung lạc bởi những cái kiểu mà trịch thượng thách thức của con người. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 5 câu 6. Trong này nói nói cái chỗ mà bởi sự yêu thương Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo ý tốt Ngài. Đó. Ý của Đức Chúa Trời là ý tốt lành cho các tạo vật ưu mỹ của Ngài. Dầu họ lầm lạc, Ngài không mất cái ý tốt dành cho họ. Dầu họ sai lầm nhưng mà Ngài vẫn còn có ý tốt. Ở trong Philip đoạn 2 câu 13 câu này thì chúng ta dở ra đọc đi đọc lại nhiều lần rồi. Vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Theo ý tốt Ngài. Hễ người nào còn sống là còn hưởng được sự nhân từ của Chúa. Vì nếu Chúa mà chấp trách thì sao? Không có ai còn sống. Chúa mà chấp nhất như chúng ta thì đúng là không có ai còn sống hết. Mà nói như vậy không có nghĩa là để cho anh khinh lờn. À. Đừng có khinh lờn ân điển của Chúa. Đó. Một câu hỏi tiếp theo. Câu này thì rất quen thuộc với những cái chủ đề trước, nhưng mà có nhiều người họ chỉ nói về toàn năng thôi, thành ra mình cũng lặp lại trong cái khía cạnh khác. Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài làm những việc vĩ đại như sáng tạo vũ trụ. Đức Chúa Trời có quyền năng tối thượng, Ngài làm những việc vô cùng lớn lao. Thì đừng tưởng Đức Chúa Trời có thể làm những việc nhỏ nhặt cho anh. Anh muốn tin, anh cứ tin, nhưng mà Đức Chúa Trời không có đói hoài tới anh đâu. Anh nhỏ quá đi, anh là một hạt bụi trong vũ trụ thôi mà. Còn Đức Chúa Trời thì tuyền quyền năng tuyệt đối. Chắc gì Đức Chúa Trời nhớ tới anh. À, câu này thì nó cũng đụng đến nhiều cái vấn đề trước mà chúng ta đã học qua, phải không ạ? Thì chúng ta vẫn cứ cái câu trả lời mà quen thuộc mà rất là hay mà chúng ta đã nói đi nói lại đó. Đừng bao giờ tạo dựng một Đức Chúa Trời theo cái hình ảnh của con người. Đức Chúa Trời tạo thành con người theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà con người dễ bị cám dỗ mà tạo Đức Chúa Trời theo hình ảnh của con người. Tức là cái Đức Chúa Trời của họ là nó theo cái hạn chế của con người. Hễ mà tôi ở đây thì tôi không ở đằng kia, mà tôi làm việc lớn thì tôi không làm được việc nhỏ.
tại mình mà lãnh đạo mà ham làm việc nhỏ thì cứ tối ngày lo tủng mủng kim chỉ đá lửa thì làm sao làm được việc lớn. Nên cái đó là con người, cái đó là lãnh đạo con người. Mà Đức Chúa Trời thì Ngài vừa có thể điều khiển cả cái vũ trụ vô vô cùng bao la, mà đồng thời trong những cái tế vi, trong những cái điện tử hay là một cái gì mà khoa học chưa có thể đặt tên được nữa, cực kỳ nhỏ bé đó, nó cũng xoay chuyển theo cùng một luật. Nó vẫn cũng ở trong sự bảo tồn của Chúa, trong cái sự nâng đỡ của Chúa, trong thần hữu của Chúa, trong thể trị của Chúa. Cho nên chúng ta biết rằng tất cả đều vẫn trật tự, vẫn hài hòa. Và Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chí cao mà cũng chí cận. Chúa chí cao mà cũng là Cha chí cận. Đến nỗi nhỏ như sợi tóc, Chúa cũng đếm hết rồi. Đó. Đến nỗi những cái vô hình, những cái ý tưởng ở trong lòng của chúng ta chưa có phát lộ ra, Chúa cũng biết rồi. Nên Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến chúng ta, chứ không phải theo như cái kiểu của con người nghĩ đâu. Chúng ta nhớ đến ông Philip. Ông đến thành Samari với sự thành công vang dội, với phép lạ rất là lớn. Cả thành đều vui mừng. Đang khi ông làm những cái việc lớn như vậy, Chúa lại, Thánh Linh của Chúa lại đưa ông đi, đi vào trong sa mạc để gặp một người. Người nào đó? Người nào? Hoàng quang Ethiopia. Mà cũng chắc người Do Thái cũng giống giống như chúng ta vậy. Họ là cái dân kỳ thị bậc nhất, phải không ạ? Là dân ngoại thì thuộc là củi của địa ngục rồi, phải không? Dân ngoại, dân da trắng, dân da da gì cũng vậy, mà cái này ông lại dân ngoại mà da đen, mà cái ông quảng quan nữa. Nếu nói theo phương diện bây giờ mà chúng ta gặp cái anh BD, chúng ta không muốn làm chứng rồi, phải không ạ? Anh quảng quan là anh bị quảng rồi, là chúng ta nó còn thấp hơn cái anh da đen thường nữa, phải không? Thấp một bậc đó. Dường như cái này nó nhỏ quá đối với ông tiên tri đang làm những việc vĩ đại. Mà sao Chúa dời ông khỏi một cái việc rất là nổi tiếng, rất là phép lạ, rất là quyền năng, rất là vĩ đại, rất là hiệu quả trên kia, đi xuống để làm cho một ông bị thiến như thế này. Nhiều khi chúng ta thấy vô lý, phải không ạ? Thấy vô lý, phải không? Vì trong cái nhìn của con người là không có đáng, không có đáng dời ông cái nhân vật đang được đại dụng như vậy. Nhưng mà chúng ta đâu có biết rằng Ethiopia kể từ đó cho đến mãi bây giờ là một quốc gia chịu ảnh hưởng Cơ Đốc giáo rất lớn. Đó, nguyên thủ quốc gia của họ cách đây không bao lâu là ông vua nước đó là người tin lành. Trong giữa cái xứ Hồi giáo, trong giữa sự bách hại, trong giữa sự khó khăn, Ethiopia vẫn tồn tại cho tới bây giờ. Và công việc của ông Philip á, làm việc cho một người, tức là việc không có lớn lắm, trong một thời gian không dài, nhưng mà để lại một ảnh hưởng rất là lâu dài. Và cái đó chúng ta cũng có thể ứng dụng đó. Đức Chúa Trời khôn ngoan, vô cùng quyền năng, vô cùng. Nếu Đức Chúa Trời đặt để mình vào một cái việc lớn, cảm ơn Chúa. Mà nhiều khi Đức Chúa Trời đến một giờ đang đặt để mình vào một cái việc mà mình thấy vô lý, nó không có thích hợp với tôi bây giờ là ông lớn rồi, không phải hồi đó. Nhưng mà nếu Đức Chúa Trời muốn thì sao? Đức Chúa Trời có thể thấy cái điều tốt đẹp lớn lao sau này. Đức Chúa Trời có chương trình của Ngài, trong cái ý chỉ khôn ngoan vô cùng của Ngài, trong quyền năng tuyệt đối của Ngài, Ngài có thể đặt để chúng ta vào việc lớn hay là việc nhỏ. Và Đức Chúa Trời cũng có thể dùng những người mà chúng ta tưởng là quá nhỏ, phải không ạ? Đức Chúa Trời có thể dùng một người mà chúng ta nghĩ nếu mà công việc Chúa chắc Chúa phải dùng một ông lớn. Không, Chúa muốn dùng một người nhỏ thì sao? Chúa có thể dùng trẻ thơ để làm nên năng lực của Ngài, như trong Thi Thiên thứ 8. Cho nên chúng ta không mặc cảm nếu mình nhỏ. Nếu chúng ta cứ đầu phục Chúa, Ngài cũng có thể sử dụng chúng ta. Thấy là nhỏ nhưng mà cũng có thể làm nên những việc lớn. Và chúng ta không nhỏ đâu. Đức Chúa Trời dùng thì Đức Chúa Trời là đấng siêu việt, là đấng vĩ đại. Mà Đức Chúa Trời dùng thì không có thể là nhỏ rồi. Bởi cái nguồn, từ nơi cái nguồn vĩ đại, thì miễn được Chúa dùng thì dùng việc gì đi nữa, chúng ta đừng có mặc cảm là việc này lớn hay là việc kia nhỏ. Lớn hay nhỏ nhiều khi là do cái đánh giá, do cái chức vụ, do cái địa vị giáo hội, do cái gì đó của con người đánh giá thôi. Miễn là Chúa dùng. Chúng ta biết rằng Chúa đang chuyển chúng ta từ cái việc này qua cái việc kia, như ông Philip mà tôi nói đó. Chúa chuyển qua từ một việc lớn qua một việc nhỏ. Đó. Cung kính không bằng vâng lời. Chúng ta cứ vâng lời. Chúng ta cũng đừng đánh giá công việc có lớn hay là nhỏ. Việc gì từ Chúa, là Đức Chúa Trời vĩ đại, thì không thể gọi là nhỏ. Đức Chúa Trời đánh giá theo cái lòng trung tín của chúng ta, theo cái sự vâng lời của chúng ta. Chúng ta không có mặc cảm mình nhỏ nữa.
Đó, nhiều khi đối với tội lỗi mà chúng ta nghĩ mình nhỏ quá, mình kém quá, mình phạm tội chắc không sao. Đó. Thành ra trước mặt Chúa chúng ta là con trẻ, nhưng mà trước tội lỗi chúng ta phải trưởng thành. Chúng ta phải nhớ mình là con vua thánh trên trời. Là việc lớn việc nhỏ, công tác từ cái sự vụ lệnh của Thượng Đế ký thì công tác nó không nhỏ rồi, phải không? Đức Chúa Trời đặt để mình trong một công việc nào đó, từ cái sự vụ lệnh của Ngài, có cái chỉ dụ của Ngài đây, là chuyện đó không thể là nhỏ được. Ngài có lý của Ngài và Ngài sẵn sàng làm việc cho chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta vừa ứng dụng trong công tác làm chứng, mà chúng ta cũng vừa ứng dụng trong cái công tác phục vụ của chúng ta. Đức Chúa Trời toàn năng thật, cao cả thật, nhưng mà Ngài cũng muốn chúng ta trung tín trong việc nhỏ thì mới trung tín trong việc lớn. Trước khi Ngài dùng vào việc mà chúng ta gọi là việc lớn đó, Ngài muốn chúng ta phải làm việc nhỏ. Rồi nhiều khi chúng ta đang làm việc lớn như vậy, Chúa lại hạ chúng ta xuống làm việc nhỏ, mà chúng ta lại cũng làm rất tốt thì sao? Chúa nói được lắm con à, giống một bài hát. Chứ đừng có tưởng mình làm lớn thì cứ thế, mình cứ lên hoài thôi. Sẵn tiếng thì cũng phải sao? Phải sẵn thoái nữa. Tuy tôn rồi cũng phải hay ti, tuy cao hay là thấp. Thành ra người hầu việc Chúa không có nên lập trình sẵn cho mình trong cái đầu của mình là phải là ông lớn bà lớn, phải là cái gì lớn mới được. Đó. Như chúng ta nhớ đến cái điều của ông Jeremy nói đó. Ông nói với phụ tá của ông Baruch, ông nói gì? Giờ này mà ngươi còn đòi những cái việc lớn hay sao? Không đòi làm những việc lớn. Mà thiệt ra ông Baruch đang làm việc lớn là sao? Phụ tá thân cận của tiên tri vĩ đại Jeremy còn đòi cái gì nữa? Phải không? Lịch sử có mấy người được như Baruch đâu. Nhưng mà lúc đó ông nói tôi chán quá, tôi ngán quá. Sao mà khổ nạn chồng lên khổ nạn, khó khăn chồng lên khó khăn. Thôi, tôi nản lòng quá. Chúa nói giờ này ngươi còn tìm những việc lớn sao? Thành sắp bị vỡ, nước sắp mất dưới quyền của Canh Đê. Đó. Và ông đang có việc lớn mà ông cứ đòi việc lớn. Cho nên chúng ta nghĩ rằng ông Jeremy mà hy sinh đến cái mức đó, khôn ngoan đến cái mức đó chắc làm việc lớn chứ. Không có gì đâu lớn đâu, cuối cùng nó ném đá ông chết queo. Đó. Ông Ê-sai, người miệng vàng, hoàng tộc đó, cuối cùng nó cưa ông luôn. Cái kết quả cuối cùng không thể, nên không của cuộc đời cũng không đánh giá được nữa. Đánh giá được, không phải là đưa lên internet hay là phải đăng báo nước ngoài rồi gì đó là mới là lớn. Nhiều khi chú nó dốc, cái đó mới chết đó, cái đó mới là nguy hiểm đó. Thành thử ra là nếu chúng ta làm công việc của Chúa, việc lớn việc nhỏ, chúng ta làm với cái tâm linh và lẽ thật, đó là sự thờ phượng phải lẽ của chúng ta, thì không có việc nào là nhỏ cả. Nếu từ sự vụ lệnh của vua muôn vua, việc đó không nhỏ, thấy không ạ? Từ cái sự sắp xếp của Chúa là không nhỏ. Rồi chúng ta đến một câu hỏi khác. Đức Chúa Trời toàn năng, sao Ngài không trừng phạt ngay những kẻ đang đọa đày con dân của Ngài, của Chúa? Chúa phải trừng trị cho nó biết mặt chứ, phải không? Đức Chúa Trời toàn năng, sao Ngài không trừng phạt những kẻ đọa đày con dân của Chúa, con dân của Ngài? Thật ra cái câu này với câu trước cũng na ná với nhau hết trơn à, mấy câu này. Nhưng mà chúng ta ai, có ai ở đây quý vị có đọc cái cuốn Covadis rồi phải không ạ? Cuốn tiểu thuyết đó rất là hay. Là tiểu thuyết giả tưởng trong cái bối cảnh của Hội Thánh đầu tiên trong ngân Bắc Bớ. Mà cái cuốn đó của một người viết có những cái bị câu chuyện, có những cái minh họa rất là hay cho sự giảng dạy nữa. Đó. Và trong Covadis có cái câu trả lời của ông Führer. Khi có những người bị bạo chúa Neron qua cái lệnh của ông và những kẻ thuộc cấp của ông tàn sát, bắt bớ, lưu đày, có những người vợ trở mất chồng, trở thành quá bụa, có những đứa con trở nên mồ côi vì mất cha, thì họ mới uất ức mà họ nói với ông Führer. Họ nói tại sao? Tại sao Đức Chúa Trời toàn năng mà để chúng tôi như thế này? Và tại sao Đức Chúa Trời toàn năng lại còn để Hero ngồi, để Nero ngồi chiếm trệ ở trên ngôi hoàng đế La Mã như vậy? Thì ông tác giả của cái quyển Covadis mới nói một cái ý như thế này: ta cũng từng thắc mắc như ngươi, ta cũng từng thắc mắc như vậy. Khi ta thấy Chúa Giêsu tắt hơi, khi ta chứng kiến người ta đem chôn Chúa Giêsu, ta nói Đức Chúa Trời sao để cho con của Ngài bị đối xử tệ như vậy, phải bị giết như vậy?
Ông nói cái đó, ta cũng từng thắc mắc như Đức Chúa Trời toàn năng mà, Đức Chúa Trời yêu thương con của Ngài lắm, tại sao, tại sao? Nhưng mà rồi Chúa Giêsu đã sống lại, sống lại trong vinh quang. Chương trình của Đức Chúa Trời không có giống như ý tưởng của chúng ta. Các ngươi mượn tay độc ác để giết Chúa sự sống. Nhưng mà bất quá việc đó chỉ để làm gì? Để làm hoàn thành cái ý định, cái chương trình đã định trước của Chúa. Thành ra bây giờ mà chúng ta nhìn lại với những người đã chết trong cái sự bắt bớ thời của Nêron, thì nhiều khi chúng ta, tôi bây giờ già rồi chắc không còn cơ hội rồi, không có cơ hội làm thánh tử đạo á. Phải không? Ai cũng thích làm thánh tử đạo chứ, phải không? Nếu mình gì cứ đang giảng đạo mà bị bắt bớ, bị bắt hại mà bị giết, còn phước hơn là sống già rồi nó bắt đầu lẩm cẩm, hoặc là bắt đi đến cái đỉnh cao rồi, uy tín rồi, gọi là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa. Đó, đến cái lúc trưa của cuộc đời cái bắt đầu kiêu ngạo, cái bắt đầu dựng bia, cái bắt đầu ba xạo vậy đó, đại khái tức là cái gọi là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa, đương lúc đứng bóng, cẩn thận à. Đó. Mà nhiều khi là cái tuổi tàn xuân, cái tuổi xế chiều, cái già, cái phát sanh tật, ai biết. Thành thử ra là nếu mà mình đang khi mình yêu mến Chúa mà mình phải bị giết, nếu mình phải chết, bây giờ thì mình thấy nghĩ là tội nghiệp quá, như vậy con tôi làm sao, cháu tôi làm sao, gia đình tôi làm sao, hội thánh đi về đâu. Nhưng mà Chúa có chương trình, và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời dành đặc ân cho người này không giống như đặc ân dành cho người kia. Đó. Chúng ta nhớ đến những anh em, thí dụ như Văn Gia Cơ, anh em ruột với nhau. Đó. Thì ông Gia Cơ bị chặt đầu. Ông Phi-rơ, ông Herod thấy cái bộ được, ông bắt luôn Phi-rơ, lãnh đạo sáng chói nè, đem nhốt vô. Tới Phi-rơ thì Chúa tính sao? Chúa thay thiên sứ đến tháo gỡ gông xiềng hết, giải cứu ra cho ông đi ra. Và nếu là cũng là bộ ba được tin cậy thì ông Văn ông khiếu nại, tại sao anh của tôi thầy lại đối xử như thế, còn tại sao Phi-rơ lại như thế, là sao? Phải không? Phi-rơ, Văn, Gia Cơ, bộ ba mà, tại sao kỳ vậy? À, nhưng mà Chúa có chương trình. Phải không? Chúa có chương trình của Chúa, làm sao mình nói được? Cái tốt nhất của người này không phải là cái tốt nhất của người kia. Chúa có chương trình của Ngài. Và Đức Chúa Trời sửa phạt người này. Đức Chúa Trời ban những cái điều tốt đẹp, khích lệ người kia. Đức Chúa Trời có lý của Ngài. Mà trong sự khôn ngoan đời đời của Ngài chúng ta không biết được. Không phải toàn năng rồi là hễ cái gì mà con cái của Chúa phàn nàn cái Chúa chặt chụm liền. Nó trông như nhánh nho và nhánh đó. Không phải theo như ý của mình đó là mình chặt chụm liền vậy. Không phải. Cho nên là Đức Chúa Trời nhiều khi ban cho chúng ta cái điều tốt nhất, mặc dầu nó khoác cái áo hoạn nạn. Phước lành mà khoác áo hoạn nạn. Cho nên ở trong Roma đoạn 2 câu 4 câu 5 mà lúc nãy chúng ta đã học thì có nói rồi. Lòng khoan nhẫn nhịn nhục nhân từ của Ngài. Những kẻ đang bắt hại hội thánh của Ngài nhiều khi trong đó có Sao-lơ làm sao? Có một người rồi đây sẽ trở thành Phao-lô thì sao? Đức Chúa Trời có chương trình của Ngài mà trong cái nhìn cạn cợt của chúng ta không biết. Chứ không phải toàn năng là xử liền. Trảm, đại khái vậy, không phải Ngài trảm liền đâu. Là Đức Chúa Trời có cách của Ngài, có chương trình của Ngài. Bởi vì Ngài không chỉ là toàn năng mà Ngài còn toàn tri. Ngài còn là đấng tể trị. Ngài là đấng quan phòng. Rồi chúng ta đến một câu hỏi nữa. Có người đặt vấn đề là tôi thấy có những người nhân danh Đức Chúa Trời toàn năng để chữa bệnh. Tôi thấy có những người nhân danh Đức Chúa Trời để chữa bệnh. Sau đó họ quảng cáo, họ thu vào những cái nguồn lợi. Rõ ràng là Đức Chúa Trời toàn năng bị lợi dụng. Và tôi nghi ngờ về Đức Chúa Trời toàn năng. Đức Chúa Trời toàn năng sao có mấy cái người họ lợi dụng Chúa vậy, Chúa cũng để cho chữa lành. Thường thường mấy cái người này dễ làm tổn thương Chúa nhiều, Chúa xử nó trước chứ sao Chúa lại nhậm lời nó hoài vậy? Thấy không? Có người họ thắc mắc có lý chứ không phải không có lý đâu. Họ thấy thực tế mà. Mấy cái thứ đó thì cầu nguyện cho nó một vài lần rồi nó lợi dụng quá như vậy thì sau đó là trị nó chứ không. Cầu nguyện nữa còn được lành nữa. Có không?
Lại có mới ngộ chứ. Lại có mới ngộ chứ. Thành ra đúng là ý tưởng ta sao? Chẳng phải như ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Tôi nhớ ông, một ông bạn của tôi bên Mỹ, ông này học giỏi lắm, một mục sư khá nổi tiếng trong hàng người Việt ở bên Mỹ, không có mấy bằng tiến sĩ lắm. Khi người ta đặt cái vấn đề tương tự như thế này, ông nói mấy anh không biết ở bên Mỹ có cái bà đó rất là nổi tiếng, truyền hình chiếu hoài à, bà cầu nguyện là người ta lành, người ta xếp hàng, người ta chờ, bà giơ tay người ta cũng lành, mà lành thiệt á. Nó có cái điều là tối lại bà ngủ ông này, bữa khác bà ngủ với ông khác, cái gì kỳ. Ông nói chuyện từng nhận ấy. Cái đời sống thì tèm lem à, nhưng mà tại sao quyền phép dữ vậy? Ông nói đó là thần học đó. Đó là thần học đó. Mà tôi có quen một người, cái người này tướng cướp Thiên Chúa, và khi có người quỷ ám, người ta cũng hay mời anh cầu nguyện cho người quỷ ám. Mà trong khi trong nhà của anh á, vợ anh đi nước ngoài rồi, anh lại ở nhà chung với người em vợ. Tôi can ảnh, tôi nói bây giờ tôi nói cái chuyện là hai con thú cùng một giống, một con đực một con cái, nhốt chung hoài không có ổn đâu đó. Trong cái con người như chúng ta nói ngoài, có một phần người mà cũng có một phần còn nữa đó. Cái này phải cẩn thận à, cái này phải cẩn thận à. Tôi khuyên anh giận tôi, anh bỏ anh không cộng tác với tôi nữa, anh đi. Rồi mãi sau này đó là cái cô kia cổ mới xưng tội, vì cô kia cũng là tín đồ, cô xưng tội. Mà cái thời gian như vậy là kéo dài. Rồi có người nói thôi Chúa xử anh cũng tội anh, chết ở bên Canada. Chết, nhưng mà nói Chúa xử hay không mình cũng không nên nói nữa. Mình cũng không nên nói nữa, nhưng mà đại khái có người nói như vậy. Thì tại sao? Tại sao đang khi cái giai đoạn mà anh có vấn đề, mà vấn đề lớn nữa. Trong mấy cái chữ T của Hội Thánh của chúng ta, cái chữ này là cái chữ lớn mà. Mà thấy anh đuổi quỷ quỷ ra, anh cầu nguyện cho người bệnh được lành, là anh sao? Này nói như ông bạn tôi nói, thần học đó. Thần học đó. Bởi vì như trong Mác đoạn 16 câu 17 thì sao? Ai tin được dấu lạ này, lấy danh ta trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, uống giống chì độc cũng chẳng hại gì, hãy đặt tay trên kẻ đau, kẻ đau được lành. Mà tôi thấy cái trường hợp của cái người mà tôi quen đó, từng làm việc với tôi đó, nói nôm na là nhân sự Tuy Lý Vương á, là thật sự là khi đối diện với đó, anh cầu nguyện là anh khóc dầm về, anh ăn năn tội mẹ tội con, anh nói tùm lum ra hết, rồi anh dốc lòng anh tin, mà sức mạnh của sự tin quyết. Mà trong cái phần Mác thì nói sao, ai sao, ai tin đặt tay trên cái đau được lành, đuổi quỷ quỷ ra khỏi. Anh này có đức tin. Có nhiều người thì rất là đạo hạnh, rất là không có gì chê được, nhưng mà cầu nguyện không có đức tin, cầu nguyện mà còn thủ nữa. Nếu Chúa muốn, cái trường hợp mà không lành đừng nói tôi nghe, tại Chúa không muốn. Ví dụ như vừa nói tới rồi vừa nói lui rồi vừa thủ bộ, không có đức tin. Còn cái anh này là anh đưa Chúa vào cái thế kẹt, nó giống vậy đó. Chúa mà không chữa lành, Chúa không vinh hiển á. Tại tôi tin Chúa quá mà tôi nói cho người ta biết Chúa là có quyền đó mà. Bây giờ Chúa phải chữa lành đi. Tôi nói cái kiểu mà giống như cái kiểu bình dân của mình đó, mình nghe như vậy. Tức là ai tin được dấu lạ này, anh ta có đức tin. Rồi có những người thì chừng nào Chúa xử, chừng nào Chúa dạy, chừng nào Chúa trị là việc khác. Nhưng mà ở đây vì có cái người ngoại này, vì có cái gia đình của cái người bị quỷ ám này, họ đang đối diện với một người thật là có đức tin, không chối cãi được cái đức tin của người này. Còn cái bên kia, cái mùng bên kia, cái màn bên kia, cái sự việc cuộc đời ảnh thì anh họ đâu có biết. Họ chỉ biết đây là sứ giả nhà trời đang đến nhân danh ngài, mà nhân danh quyền năng ngài mà chữa lành. Thành ra nếu Chúa không chữa lành thì tôi nói theo kiểu là Chúa kẹt, anh đặt Chúa vào thế, nó giống như vậy đó. Nhưng mà khổ cái là mình phải phục cái đức tin của anh ấy. Nhiều khi trong cái đời sống hầu với Chúa, chúng ta cũng chứng kiến những cái điều mà thần học đó cắt nghĩa không có được, cắt nghĩa không có được. Tại sao cái ông này thánh thiện, giảng cũng hay, dạy cũng giỏi, mà đạo đức cầu nguyện không lành. Còn cái anh này có vấn đề mà tại sao Chúa lại dùng lên là làm cho chữa lành? Cái đó là Chúa đó, chứ không phải mình. Nếu tôi thì sao? Cái thứ này bỏ, không có dùng được. Nhưng mà Chúa lại dùng, anh biết nói sao giờ? Thần học đó, thần học đó. Tại vì cái anh này thiệt là tốt, nhưng mà anh lại không có đức tin. Anh không có cái thứ đức tin mà đức tin đuổi quỷ, cái đức tin mà cái thứ đức tin chữa bệnh đó. Mà thật ra thì giờ đó họ ăn năn cũng thấy thương lắm. Nói cái anh này tốt thì tốt, mà anh không có thích ăn năn. Anh nói cái gì cũng lớt không à. Anh không có dốc lòng ăn năn như cái anh kia. Nhưng mà anh ăn năn xong rồi, cái anh chữa lành xong, anh về anh lại lăng nhăng.
Thì chừng nào Chúa trị thì Chúa trị, nhưng mà anh ăn năn thì Chúa cũng kể là anh ăn năn. Khi anh có đức tin thì anh có đức tin thiệt. Có những người không có cân đối. Thành ra có những người sau này đến với Chúa nói gì? Thưa Chúa, tôi đã nhân danh Chúa mà đuổi quỷ, tôi nhân danh Chúa mà chữa bệnh. Nhưng mà Chúa nói sao? Ngươi có chữa được hồi nào đâu? Chúa nói, chú không nói cái đó, Chúa nói khó. Chữa bệnh cũng có mà đuổi quỷ cũng có, nhưng mà sao? Phải lùi ra, tao không biết ngươi. Thành ra đây là thần học đó, đây là thần học đó. Cho nên khi chúng ta học về quyền năng của Chúa mà chúng ta đo theo cái kiểu đo của con người thì chúng ta lầm. Phải không ạ? Có những điều nói thiệt lại Chúa, tôi không thể biết. Có một bài hát đó, tôi không thể biết. Hay là một bài hát khác, điều này thật sao? Không thể biết. Nó vượt quá cái trình độ của chúng ta, cái sự hiểu biết của chúng ta, cái tầm nhìn của chúng ta. Cái học về Đức Chúa Trời toàn năng, chúng ta được khích lệ, chúng ta được nhắc nhở, chúng ta phải có đức tin nơi đấng toàn năng. Và chúng ta cũng đừng ép Đức Chúa Trời toàn năng là Ngài phải làm cái gì đó theo một cái logic nào đó, theo một cái lập trình nào đó của chúng ta. Cho nên đây là một cái vấn đề, là một cái vấn đề thần học. Cố gắng học để thêm lòng tin cậy Chúa, nhưng không phải là lý giải được tất cả mọi sự đâu. Tôi nhắc lại câu nói của Shakespeare trong Hamlet, ông nói là hỡi Horatio, trên trời dưới đất còn có biết bao nhiêu những điều mà các thứ triết học bây giờ đổi lại là thần học của nhà ngươi chưa biết đến, không thể biết được, không lý giải được. Chúng ta thấy cái giới hạn của con người. Bây giờ thì chúng ta để thì giờ để chúng ta ứng dụng, chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta thật là có đức tin nơi quyền năng của Chúa.